Thưa quý vị và các bạn, gia đình nhà trai cũng đã có lý lẽ riêng để đưa ra quyết định lựa chọn. Yên tâm đi con. Yên tâm đi con. Bà chắc chắn bao nhiêu phần trăm mà bà yên tâm đi con? 100%. 100% đó chính là sự chắc chắn từ gia đình nhà trai. Liệu gia đình nhà trai có lựa chọn trùng khớp với ý của em Bon hay không? Thưa quý vị, ngay bây giờ, giữa Vân Mỹ và Quế Trân. Đâu là cái tên mà gia đình cho phép được yêu? Xin kính thưa quý vị và gia đình nhà trai, xin nói lời chúc mừng tới chị số 1, gia đình chị số 1. Chúc mừng em Vân Mỹ, con của mẹ Vũ Thúy. Nếu như Bon đồng ý kết hôn với lại Vân Mỹ thì bước vô và dẫn tay bạn Vân Mỹ ra. Đặt tay lên tim mình đi nào. 1 2. Vô hay là không vô? Chờ không. Chờ không. Phương Hiếu cũng đặt cược khá cao vào việc Von sẽ vào trong để dắt tay Vân Mỹ bước ra. Anh muốn hỏi lý do tại sao mà Von không bước vào. Em cảm giác cái hình mẫu mà bố em lựa chọn đó, nó không phù hợp với em. Và em thấy Thiên Mỹ là một cô gái rất là tốt, biết nấu ăn và biết nấu rất là nhiều món, đúng ý giống như là bố của em. Nhưng mà khi mà nghe cái tranh luận của Thiên Mỹ với lại nhà bên kia thì em mới cảm thấy là cô gái này không phù hợp với em, tại vì hơi cá tính và hơi mạnh mẽ. Còn điều gì nữa không em? Ngồi ra thì ngay từ đầu em vẫn thích cô gái mà bố của em đã loại. Thủy Tiên. Trời ơi. Căng ha. Cái điều này khá là bất ngờ, chắc là phải nghe cảm xúc từ đấng sinh thành. Thật sự đó là lựa chọn của con trai tôi. Tất cả mọi cái gì nó quyết định tôi phải tôn trọng. Tuy nhiên tôi vẫn có một cái lý lẽ như thế này. Cái gì cần nên thì mình phải ưu tiên. Thì bây giờ nếu như mà Von đã không đồng ý thì tôi vẫn phải tôn trọng cái ý kiến của Von thôi. Nhưng mà Vân Mỹ cũng có điều gì đó ấm ức lắm nhỉ? Ấm ức thì không có ấm ức. Nói chung là vạn sự tùy anh. Nhưng mà em có buồn với lại tiếc không? Dạ, cũng có tiếc một chút. Nhưng mà Von ơi, cho anh hỏi thật. Lúc nãy em nói là em thích Thủy Tiên. Nếu cho chọn lại em có chọn Thủy Tiên không? Chắc chắn là em sẽ chọn. Khi mà nghe Von nói như vậy, nếu cho bố chọn lại, bố có loại Thủy Tiên không? Tôi vẫn giữ quan điểm, nhưng để tôi nói cái lý lẽ tại sao tôi giữ quan điểm của tôi sử dụng phương pháp loại trừ qua nhiều vòng. Cô gái này chưa bộc lộ một cái điểm xấu nào hết. Con trai tôi làm quản lý khách sạn, bạn gái của nó, người vợ tương lai của nó là spa, thì nó có hợp hay không quý vị? Rất là hợp. Ý của ba vẫn muốn nhắc về môn đăng hộ đối. Môn đăng hộ đối là một chuyện, mình phải sử dụng cái lý trí của mình. Nhưng mà tình yêu thì không phải yêu bằng lý trí à. Người này quá hoàn hảo cho cái sự lựa chọn của tôi cho con trai tôi. Còn con tim của con tôi nói gì thì con tôi đã nói rồi. Tại vì tôi sử dụng cái lý trí của mình để chọn con dâu. Còn con trai tôi sử dụng con tim để chọn. Thì bảo vệ quan điểm của tôi tới đó là hết. Có lẽ Von và bố phải cần ngồi lại để tìm kiếm cái sự thấu hiểu nhiều hơn. Gia đình chúng ta mới cần ngồi lại bên nhau, tâm sự, quan tâm và chia sẻ với nhau nhiều hơn. Đúng không Hồ Bích Trâm? Dạ, chính xác như vậy ạ. Bao cao su Tham Thớp, mỏng hơn để gần nhau hơn. Bao cao su Tham Thớp, mỏng hơn để gần nhau hơn. Hãy like, comment
subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.